Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Ngày Son Heung-min và Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức hùng mạnh. Vào World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga, Son Heung-min và đồng đội đã tạo địa chấn với chiến thắng 2-0 trước tuyển Đức, nhà đương kim vô địch thế giới, sớm phải chia tay World Cup 2018 khi thất bại trước Hàn Quốc trong trận đấu quyết định, cũng như đội Pháp năm 2002, Ý năm 2010 và Tây Ban Nha năm 2014. Đội Đức, đương kim vô địch, bị loại ngay vòng đầu cúp bóng đá thế giới 2018. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Đức rời sân chơi một cách bất ngờ và nhục nhã. Cùng Meta Zero xem lại trận đấu ngày Son Heung-min và Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức hùng mạnh. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Like Fanpage Bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Meta Zero các bạn nhé. Với bóng đá Hàn Quốc, Đức được coi là vùng đất phát. Kể từ khi huyền thoại Cha Bum-kun khai phá vào năm 1978, đã có 14 cầu thủ xứ Kim Chi tới đây và xác lập danh tiếng. Trong số đó, bao gồm Son Heung-min, ngôi sao lớn nhất vào thời điểm hiện tại. Và đối mặt với đội tuyển Đức, chắc chắn mang đến nhiều xúc cảm cho ngôi sao hiện đang thi đấu cho Tottenham Hotspur. Đó là khi ngôi sao người Hàn Quốc nhớ lại món nợ ân tình với nước Đức, nơi đã nuôi dưỡng tài năng và tạo nên ngôi sao Son Heung-min của hiện tại. Hãy cùng chúng tôi nhớ lại trận chinh chiến hào hùng giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc trong trận đấu World Cup 2018 nhé. Với tính chất một mất một còn của trận đấu này, cả Đức lẫn Hàn Quốc đều nhập cuộc với sự tập trung cao độ và không thiếu những pha bóng quyết liệt với đội hình có chất lượng cao hơn. Đặc biệt là ở khu vực giữa sân, các nhà đương kim vô địch Đức không mất nhiều thời gian để dồn ép đại diện châu Á về phần sân nhà. Các cầu thủ Đức cướp bóng được ở ngay ngoài vòng cấm Hàn Quốc. Goretzka thoát súng và chỉ cần căng ngang thành công vào trong là Đức sẽ có bàn thắng. Thế nhưng pha căng ngang của Goretzka bị hậu vệ Hàn Quốc cản phá. Đức và Hàn Quốc thi đấu với nhịp độ khá chậm rãi, đôi bên chơi kín kẽ, duy trì tốc độ thi đấu ở mức trung bình và chưa tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự nào, cho đến khi có một tình huống xuất phạt cho đội tuyển Hàn Quốc xuất hiện. Woo Jong tung cú xuất phạt ở khoảng cách hơn 20m, bóng đi lạng khiến Neuer không bắt dính và suốt chút nữa, Hoàng Minh lao vào sút bồi thành công. Rất may cho Đức là Neuer kịp bật dậy và đẩy bóng ra. Một pha phòng ngự thiếu chắc chắn của Đức từ cú phá bóng của hậu vệ Đức, bóng bật ra đến vị trí của Son Heung-min đang đứng trong vòng cấm. Cầu thủ số 7 bên phía Hàn Quốc tung cú volley cực mạnh dứt điểm nhưng bóng đi vọt xa. Đội tuyển Đức vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn với hơn 70%, nhưng Mannschaft vẫn đang thi đấu bế tắc trước các cầu thủ Hàn Quốc. Sự quyết tâm cùng lối chơi lăng xạ của Hàn Quốc đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Đức. Nhà đương kim vô địch Đức gần như không tạo ra được pha bóng nào thực sự uy hiếp được khung thành của thủ môn cho Huyền Vũ. Có chăng chỉ là cú dứt điểm cận thành trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn của Hummels. Recebeu o pé esquerdo na bola, Hector gira, desequilibrado, ele caiu, não vale a conclusão de Timo Werner na trave, a bola já estava paralisada.
Son Heung-min đi bóng trong vòng cấm đội tuyển Đức và bị ngã trong một pha tranh chấp với cầu thủ số 6 bên phía đội tuyển Đức, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của hậu vệ nhà đương kim vô địch World Cup. Chơi bóng quả cảm, quyết tâm cũng như tuân thủ tuyệt đối chiến thuật mà huấn luyện viên Shin Tae-yong yêu cầu không chỉ giúp Hàn Quốc đứng vững mà còn tạo được một số pha bóng đáng kể. Rõ ràng khó có thể đòi hỏi Hàn Quốc chơi tốt và hay hơn khi đối đầu với tuyển Đức, một đối thủ mà không phải bất cứ đội bóng nào cũng có thể đứng vững hoặc chơi sòng phẳng kể từ khi đăng quang từ kỳ World Cup trước đó. Sau hiệp đầu bế tắc, Đức đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ khi bắt đầu hiệp 2. Từ quả tạt của Joshua Kimmich bên cánh phải, Leon Goretzka đã có cú đánh đầu lái bóng đầy hiểm hóc nhưng không vượt qua đôi tay của thủ thành Huynh Gu. Anh đã xuất sắc cứu thua xuất thần cho Hàn Quốc. Chính phong độ ấn tượng của cầu thủ 29 tuổi là một trong những lý do giúp Hàn Quốc giữ sạch lưới trước các ngôi sao tấn công hàng đầu của đội đương kim vô địch. Số 10 bên phía Đức có một đường truyền đầy thuận lợi đến Timo Werner sau khi lừa được hàng hậu vệ của Hàn Quốc. Cầu thủ số 9 của Đức đã dứt điểm chạy cột dọc. Thêm một cơ hội ngon ăn của Đức đã bị bỏ lỡ. Đội tuyển Đức vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của đội tuyển Hàn Quốc. Đội bóng xứ Kim Chi còn không biết lần khiến cho những ai yêu mến của xe tăng Đức phải lo âu, thấp thỏm với những tình huống tổ chức phản công, đặc biệt là trong hiệp 2. Nhà đương kim vô địch thế giới thi đấu bế tắc, lối chơi đơn điệu thiếu sáng tạo khiến hàng công của Đức không một lần tìm đến mảnh lưới của đại diện châu Á. Son Heung-min đi bóng và bị ngã trong vòng cấm Đức, nhưng trọng tài cho rằng ngôi sao thuộc biên chế Tottenham cố tình ăn vạ và phải nhận thẻ vàng. Và có lẽ tấm thẻ vàng ấy cũng không thể ngăn cản được quyết tâm hạ gục đối thủ của thủ lĩnh đội tuyển Hàn Quốc. Càng về cuối trận, các cầu thủ Đức càng gia tăng sức ép, hòng tìm kiếm bàn thắng phá vỡ thế quân bình của trận đấu để mở ra cơ hội vượt qua vòng bảng. Nhưng có lẽ đều phải chịu thua trước sự quả cảm và kiên cường của các cầu thủ Hàn Quốc. Hàn Quốc có pha phản công nhanh, đón một đường truyền bóng dài, Son Heung-min đi bóng và dứt điểm ngoài vòng cấm. Bóng đi chìm và sệt cột dọc không thành của thủ môn Neuer. Surgiu! Tinha lá o grandalhão Mário Gomes, veja o zagueirão, ó. Na infiltração, pegou mal no cabeça.
Đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Löw vẫn đang làm chủ hoàn toàn trận đấu, nhưng mọi đường vào khung thành của Hàn Quốc đang bị bịt kín. Bàn thắng vẫn đang lẩn trốn đội tuyển Đức với liên tiếp những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Và đến phút bù giờ thứ hai, mọi hy vọng đã tiêu tan với nhà đương kim vô địch tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Jo Won Kim đã dứt điểm cận thành tung lưới đội tuyển Đức. Trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, đồng nghĩa bàn thắng không được công nhận. Đó là tình huống bắt việt vị 50-50 khi Jong Won đứng ngang hàng với cầu thủ cuối cùng của Đức. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã lên tiếng và nói rằng bàn thắng hợp lệ. Trọng tài chính người Mỹ Mark Weger quyết định công nhận bàn thắng cho đội tuyển Hàn Quốc. Không phải cầu thủ Hàn Quốc, Ross mới chính là người chuyền bóng cho Jong Won, và đương nhiên số 19 không việt vị, bàn thắng được công nhận. Nếu không có VAR, mọi chuyện có thể đã khác với Đức. Thậm chí ở những giây bù giờ cuối cùng trước khi trận đấu khép lại, do mãi đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, thủ thành Neuer bỏ vị trí và cũng lên cao tham gia tấn công, tận dụng tình huống thủ thành Đức bị mất bóng. Son Heung-min dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, găm nhát dao quyết định, đặt dấu chấm hết cho người Đức, ấn định chiến thắng khó tin 2-0 cho đội nhà, khép lại hy vọng ngược dòng. Một trận thua quá xứng đáng với người Đức và cũng tóm gọn hình ảnh bạc nhược của họ tại World Cup năm 2018. Nhà đương kim vô địch chính thức trở thành cựu vương trong tuổi hổ với vị trí bát bảng. Trước giải, các nhà chuyên môn và người hâm mộ đã nói tới lời nguyền nhà đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng, và thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw đã không thể bước qua được lời nguyền đáng sợ này. Hàn Quốc đã may mắn, nhưng quan trọng hơn, đội bóng của châu Á đã chơi bằng một trái tim quả cảm như thế. Cùng lúc Đức rất tệ thì chiến thắng cũng lẽ đương nhiên. Với một chiến thuật hợp lý cùng sự bền bỉ, Hàn Quốc đã tạo ra cú sốc khi đánh bại Đức 2-0. Tiền đạo Son Heung-min là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội bóng xứ Kim Chi ở trận đấu ấy, với hai bàn thắng phút bù giờ là thành quả xứng đáng cho đội tuyển xứ Kim Chi. Sau này, khi nhắc về World Cup 2018, chắc chắn người hâm mộ sẽ không quên chiến thắng của Hàn Quốc trước đội tuyển Đức. Còn bạn, bạn nghĩ gì về trận đấu kỳ tích ngày hôm đó? Hãy chia sẻ với Mr. Zero bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!